Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binh Gà Studio. Cũng khá là lâu rồi thì Bin chưa có hướng dẫn lại những bài hát hot ở trên TikTok. Thì hôm nay đang có một cái trend rất là mới, đó chính là mashup giữa Bù Yêu và Tôi Yêu Anh Từ Một Ánh Nhìn. Thì Bin sẽ hướng dẫn tất cả bạn trend mới này nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học nhé thôi. Ok, động tác rất là dễ, mình sẽ đặt ra lên như này. 1, 2, 3, 4, 5. Hít, hít, mọi người sẽ hấp qua như này. Hít, hít, rồi mình sẽ ngược ra như này, phần tay của mình để như này. Đắm chìm, rồi đặt tay xuống và đứng. Sau đó mình sẽ là lật, lật, ôm qua. Rồi mình nhún hông qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Rồi, mình sẽ đứng lại, sau đó chúng ta sẽ tiếp thử cái tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. Tôi bắt yêu anh từ một ánh nhìn. Từ từ đến nỗi đắm chìm. Tay ẹn ấp bừng tắt. Bừng bừng ôm. Lắc hông, lắc hông, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp thử cái tốc độ chậm nha. Xong ca khúc này rồi thì Vin thấy bài này rất là dễ, mọi người hãy học liền để bắt trend nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Vin làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Vin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Vin nha. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.